Xin chào anh đi. Xin chào Mick. Anh đi làm gì đó? Hả? Làm gì đó? Làm gì đó Anh làm gì đó? Anh làm gì đó Good. hả? Sắc mà xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay thì mình lại đi đến con suối này. Ở đây chắc là phải 3 tháng rồi mình không đến đó mọi người. Thì hôm nay nhìn rất là khác lạ. À, sau 3 tháng, chắc là khoảng 3 tháng mùa đông mà tuyết rơi rất là nhiều đó, thì mình không có đi ra đây. Bởi vì con đường mà chạy xe đến đây đó thì người ta không có dọn tuyết, cho nên là khi mà có tuyết rơi nhiều mình không đến. Và hôm nay một ngày trời nắng đẹp mình đi đến đây thì mình thấy ở đây rất là lạ luôn. Con suối này thay đổi rất là nhiều và mình leo xuống dưới này mình quay cho mọi người xem ha. Mỗi khi mà mình đến chỗ này thì con kỳ của mình nó cũng rất là thích và nó cứ tung tăng bởi vì nó sẽ được tắm này, được lặn này, được mò đá. Cái việc mà nó rất là thích làm. Hôm nay ở đây nhìn cảnh vật rất là lạ luôn mọi người. Bởi vì nước chảy xiết và nước lên nước xô sỏi đá nè. Đó, ở bên bên bờ bên này đó. Hôm nay thì ở chỗ này tạo giống như là một dòng suối ở giữa. Hôm trước á, thì là cái bên này không có nhiều sỏi đá như thế này đâu mà là nước ngập hết. Thì hôm nay nước xô làm sao mà sỏi đá dạt qua hết một bên bờ này và ở đây tạo thành một dòng suối. Xa xa kia là đập thủy điện. Và ở cái bờ sỏi bên kia thì hôm trước mình có lội qua, mình có quay cho mọi người xem đó. Qua cái bờ sỏi đó thì lại là một dòng suối, một dòng nước. Nhưng mà hôm nay thì ở đây tạo thành một cái dòng suối ở giữa rất là lớn và nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Lòng sông rất là thích luôn mọi người. Trong video hôm nay thì mình muốn chia sẻ về y tế ở Đức, bởi vì trong thời gian qua thì cũng có khá nhiều bạn hỏi mình về vấn đề này và cũng có bạn hỏi mình là ở Đức thì khi bệnh thì như thế nào, có phải trả tiền hay không và khi mà đi khám bác sĩ lấy lịch hẹn thì như thế nào, bởi vì bạn nghe nói là lấy lịch hẹn chờ rất là lâu và bệnh gần chết thì mới được nhập viện, chứ còn bình thường thì không được nhập viện. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn ha. Mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình biết. Ở Đức không phải là bệnh gần chết mới được nhập viện, mà là ai cũng có bác sĩ gia đình, bác sĩ riêng đó. Thì mỗi khi mà ai bị bệnh thì sẽ trước tiên sẽ đến bác sĩ riêng của mình, gọi là house ast. Thì đến bác sĩ này, bác sĩ sẽ khám tổng quát cho mình. Thì đây là bác sĩ đa khoa, sẽ chẩn đoán trước xem là mình bị bệnh gì, rồi sau đó sẽ chuyển cho mình đến bác sĩ chuyên khoa. Chẳng hạn như là nếu như ai bị ho nhiều nè, và đến bác sĩ gia đình và nói là bị ho như vậy đó, thì sau khi khám xong thì có thể là bác sĩ sẽ chuyển mình đến bác sĩ chuyên về phổi đó. Hoặc là khi mà mình nói với bác sĩ là mình nghi ngờ mình bị cái gì đó thì bác sĩ cũng sẽ chuyển cho mình đến chuyên khoa đó. Thì cái chuyện mà lấy lịch hẹn đó của bác sĩ chuyên khoa, thì nếu như ai đi khám bác sĩ gia đình xong mà tự lấy lịch hẹn của bác sĩ chuyên khoa thì có khi chờ rất là lâu, bởi vì người ta nghĩ là đó là không phải là trường hợp khẩn cấp. Bởi vì nếu khi bác sĩ gia đình khám mà thấy mình đã giống như là cái bệnh của mình
cần phải khám sớm, cần phải chữa sớm đó, thì bác sĩ sẽ tự lấy lịch hẹn cho mình. Thì lúc đó rất là nhanh, bởi vì cũng có lần mình đi khám bác sĩ và mình bị đau bụng đó, thì bác sĩ thử nước tiểu thì bác sĩ thấy có một chút máu trong nước tiểu, thì bác sĩ đã lấy lịch hẹn cho mình ngay lập tức ở bác sĩ chuyên khoa để khám, và ngay ngày hôm sau là mình được khám luôn đó. Thì thường là trong những trường hợp khẩn cấp á, là mình được khám rất là sớm. Còn những cái trường hợp mà giống như là mình chỉ bị nhẹ thôi và mình có thể chờ được, thì mình tự lấy lịch hẹn thì có khi cũng phải, chẳng hạn như là nếu mà ai mà tự lấy lịch hẹn đi khám bác sĩ phụ khoa này thì phải chờ là khoảng nửa năm. Đó, còn nếu như mà trong trường hợp khẩn cấp thì là chỉ chừng 2 tuần, 3 tuần hoặc là 4 tuần. Hoặc là khẩn cấp hơn nữa thì là mình có thể vào bệnh viện phụ sản. Đó, thì không có phải là mình phải chờ đến chết, mình gần chết mình mới được vào bệnh viện. Đó, còn nhập viện chẳng hạn như là cuối tuần mà mình bị đau bụng, mình bị cái vấn đề gì đó, thì mình cũng có thể đến thẳng bệnh viện. Lúc đó thì bác sĩ sẽ khám và làm các xét nghiệm cho mình, và nếu như mà thấy cần thiết thì sẽ cho mình nhập viện. Đó thì thường là cuối tuần nè, hoặc là ban đêm nè, thì lúc đó là bác sĩ gia đình không có làm việc đó, thì mình có thể tới thẳng bệnh viện. Như trước đây trường hợp lúc mà mình đang có bầu đó, mà mình bị cảm cúm, thì mình đã đến thẳng bệnh viện vào cuối tuần. Thì họ khám xong họ thấy là đó là chỉ là cảm cúm thôi, thì lúc đó họ đưa toa cho mình mua thuốc và đi về. Đó, còn cái khám khi mà đến bác sĩ gia đình á, thì sau đó chẳng hạn như là mình bị cái bệnh gì mà không có cần phải chữa trong bệnh viện, thì bác sĩ sẽ cho mình toa để mua thuốc. Thì lúc đó là mình phải trả một phần tiền thuốc, chẳng hạn như là bảo hiểm sẽ không trả cho tất cả các loại thuốc, mà có loại thuốc là thí dụ như là mình được mình sẽ nhận cái toa thuốc màu xanh và cái toa thuốc màu hồng. Thì cái toa thuốc màu hồng á, là người lớn mình phải trả 5 euro cho một toa thuốc. Toa thuốc màu xanh á, là mình phải trả 100%. Ví dụ như là ai bị ho cảm cúm thì hầu như là những cái loại thuốc đó mình phải tự mua hết, bảo hiểm không có trả. Nhưng mà nếu như mà ai mua thuốc mà hạ sốt thì sẽ được bảo hiểm trả, nhưng mà mình vẫn phải trả 5 euro cho một cái phiếu mà cái toa mà mình mua thuốc á. Còn khi mà mình nhập viện á, thì lại được bảo hiểm chi trả toàn bộ tiền thuốc men, tiền chữa, tiền xét nghiệm, nói chung là tất cả là bảo hiểm trả hết. Đó, còn trước đây thì nếu như mà người lớn nhập viện thì là phải trả 10 euro một ngày tiền phòng. Đó, còn bây giờ thì mình không biết, tại vì mình không có lâu lắm rồi, cũng may mắn là mình không có nhập viện cho nên là mình không có biết. Trước đây có lần ông xã mình nhập viện một tuần thì phải trả là 10 euro một ngày. Đó, còn như trẻ em, khi mà trẻ em nhập viện mà trẻ em dưới 6 tuổi thì sẽ người ta sẽ sắp xếp phòng giường để cho ba hoặc mẹ ở cùng với con, thì không có mất tiền. Còn nếu như mà trẻ em mà trên 6 tuổi nhập viện mà ba hoặc mẹ muốn ở cùng con, thì người ta sẽ sắp xếp một cái phòng và người ta kê giường, mình có thể ở đó và mình phải trả tiền. Thì cách đây khoảng 2 năm, Châu nhà mình bị đau bụng thì bác sĩ nghi là đau ruột thừa. Thì Châu đã nhập viện 4 ngày để nằm đó để bác sĩ theo dõi. Thì lúc đó mình ở bên cạnh Châu, mình bác sĩ sắp cho một cái phòng riêng và giường riêng và có phục vụ ăn uống đầy đủ. Thì lúc đó mình phải trả là 80 euro một ngày, bởi vì lúc đó là Châu đã trên 6 tuổi. Khi mình có toa thuốc của bác sĩ và đến tiệm thuốc Tây mua thuốc cho trẻ em dưới 18 tuổi thì được hoàn toàn miễn phí, không có phải trả 5 euro như là dành cho người lớn. Và bệnh viện, bác sĩ, nói chung là mình được quyền chọn. Mình được quyền chọn đi bệnh viện nào mình muốn. Mình được quyền chọn bác sĩ gia đình nào mình muốn. Và bác sĩ chuyên khoa, nếu như mà mình tới đó mình khám mà mình thấy không ổn, mình muốn đi bác sĩ khác khám vẫn được. Và
Trước khi đến bác sĩ thì mình cũng có thể là nhờ bác sĩ gia đình tư vấn là bác sĩ nào tốt. Nói chung là mình được quyền chọn tự do và bảo hiểm chi trả tất cả các chi phí khám chữa. Ở Đức cũng có cái luật là bất cứ một bệnh nhân nào đang gặp nguy hiểm và đến bệnh viện thì bệnh viện đó bắt buộc phải cứu chữa, dù là không biết người đó là ai, dù là không biết là có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, thì việc đầu tiên là phải cứu chữa. Ở Đức khi mà đi làm thì ai cũng bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế, thì mình phải đóng một phần và chủ sẽ đóng một phần cho mình. Và sau đó thì cả gia đình, tức là một người đi làm đóng bảo hiểm y tế thì được cả gia đình sẽ được bảo hiểm cùng. Và khi mà bị bệnh thì bất cứ ai bị bệnh thì bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ. Cho nên là ở Đức thì không có lo lắng lắm về cái chuyện mà khi bệnh. Và ở Đức thì ai cũng có quyền đi khám tổng quát về sức khỏe. Như theo mình biết thì là 2 năm khám một lần. Còn chẳng hạn như là phụ nữ thì đi khám bác sĩ phụ khoa là 1 năm một lần. Thì đó tất cả là bảo hiểm cũng phải trả. Tức là mình không có phải đợi là đến khi mình bệnh, mà mình có thể là đến mình nói là khám sức khỏe. Thì bác sĩ sẽ thử máu, bác sĩ sẽ xem tất cả là trong cơ thể mình thiếu chất gì và dư chất gì, và có chẳng hạn như là thừa mỡ hay gì đó thì bác sĩ cũng thấy hết. Mình thấy y tế ở Đức rất là tốt. Khi mà đi khám bệnh, chữa bệnh thì bác sĩ luôn niềm nở, luôn vui vẻ. Và nhân viên cũng vậy, nhân viên y tế, nhân viên trong bệnh viện lúc nào cũng luôn tươi cười và ân cần với mình. Đó thì hôm nay thì mình chia sẻ về y tế, thì những cái gì mà mình nhớ ra đó thì mình chia sẻ. Còn nếu như bạn nào mà có câu hỏi nào đó thì cứ để lại dưới bình luận đó. Bởi vì đôi khi đọc cái câu hỏi đó thì mình lại nhớ ra là cái điều đó mình cần phải chia sẻ, chứ bình thường thì cũng không có thể nhớ hết được đó. Thì bạn nào muốn hỏi gì thêm ha thì cứ để lại bình luận, mình sẽ đọc từng bình luận và mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.